Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ 5 ngày 20 tháng 2. Và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Đại hội Đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2020-2025 ở một số địa phương thực hiện chặt chẽ các quy trình và thành công tốt đẹp. Xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ xây dựng nông thôn nâng cao kiểu mẫu. Nhiều hộ chăn nuôi vẫn chủ quan với dịch cúm gia cầm. Thuốc cảm cúm ngăn ngừa dịch Covid là thông tin không có căn cứ. Khoa chấn thương Bệnh viện Đa khoa tỉnh thay khớp vai thành công cho cụ bà 85 tuổi. Thưa quý vị và các bạn, từ hiệu quả thiết thực của việc sản xuất cây giống mang lại, vài năm gần đây diện tích ươm trồng cây giống ở xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang đã được mở rộng tăng lên đáng kể. Năm nay, xã Liên Nghĩa có gần 20 hectare được người dân chuyển đổi sang để ươm trồng cây giống, tăng khoảng 5 hectare so với năm ngoái, tập trung chủ yếu ở hai thôn Đan Kim và CD Quán Trạch, với nhiều loại cây như cam, bưởi, chanh, táo, nhãn, ổi. Theo người dân nơi đây cho biết, ươm trồng cây giống tuy mất nhiều công lao động nhưng gần như không có rủi ro, không chịu ảnh hưởng nhiều bởi thời tiết và sâu bệnh, thị trường tiêu thụ rộng khắp các tỉnh miền Bắc. Cây giống vẫn có thể để lưu lại sau một vài năm. Trung bình một sào ươm được khoảng 1,5 vạn cây với giá bán trung bình từ 6 đến 7.000 đồng một cây. Như hiện nay, mỗi sào cho thu nhập khoảng 90 đến 100 triệu đồng, trừ chi phí còn thu lãi khoảng 50 triệu đồng một năm. Một số cây giống chiết ghép yêu cầu kỹ thuật cao như cam, bưởi, ổi còn cho thu lãi cao hơn 1,5 đến 2 lần. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhiều hộ dân ở xã Chí Tân, huyện Khoái Châu đang tập trung xuống đồng làm đất, trồng vụ nghệ năm 2020 kịp thời vụ. Năm nay toàn xã Chí Tân trồng 184 hectare nghệ nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tạo uy tín với người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Năm nay, xã đã vận động nông dân mở rộng diện tích sản xuất nghệ theo quy chuẩn Việt Gáp lên 20 mẫu. Theo người dân cho biết, trồng nghệ chi phí thấp, dễ chăm sóc, thu lãi ổn định. Các hộ dân còn có thể trồng xen canh lạc đỗ nên đem lại hiệu quả cao hơn nhiều lần so với cây lúa. Được biết năm 2019, nghệ được mùa, giá cả khá ổn định đã cho tổng doanh thu toàn xã đạt 41 tỷ đồng. Nhờ có kinh nghiệm trong sản xuất nên gia đình ông Nguyễn Hữu Nghị ở thôn Mai Viên, xã Song Mai, huyện Kim Động phát triển trang trại thuận lợi, thu lãi hơn 1 tỷ đồng một năm. Trước đây toàn bộ diện tích gần chục mẫu được gia đình ông Nghị xây dựng để nuôi lợn. Sau khi ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, ông đã chuyển sang chăn nuôi tổng hợp. Trong đó, nuôi 4 bể lươn với số lượng lươn giống là 50 kg, 1.300 con vịt đẻ, trên 3.000 vịt con, 100 con lợn, hơn 3.000 con gà và 76 ao nuôi cá. Hiện trang trại được xây dựng xa khu dân cư nên phát triển khá thuận lợi. Các sản phẩm của trang trại ngoài phục vụ nhu cầu trong tỉnh còn được xuất đi nhiều tỉnh miền Bắc cho thu lãi trên 1 tỷ đồng một năm. Thưa quý vị và các bạn, do chưa hiểu hết mức độ nghiêm trọng của virus cúm AH5N1 và cúm AH5N6, nên nhiều hộ chăn nuôi gia cầm, thủy cầm trên địa bàn phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên vẫn lơ là chủ quan với công tác phòng chống dịch cúm gia cầm. Gia đình anh Phạm Văn Thắng, khu phố Xích Đằng, phường Lam Sơn nuôi trên 4.000 con vịt thương phẩm phục vụ thị trường. Tuy nhiên, dù biết dịch cúm gia cầm có virus cúm AH5N1 và cúm AH5N6 đang bùng phát ở một số tỉnh thành trong cả nước, trong đó có Hà Nội, địa bàn giáp danh với tỉnh ta, song gia đình vẫn chủ quan chăn thả gia cầm ra ngay khu đất trống gần đường. Cứ để này cứ do, tối thả này cứ do đi chẳng nhẽ đi cho bị chuồng. Đến ngày bán này thì vẫn đi bán thôi. Chả có biện pháp gì. Nói chung là nhà cô nuôi năm nay gì. Phường Lam Sơn hiện có gần 46.000 con gia cầm các loại và là địa phương có tổng đàn gia cầm lớn nhất thành phố Hưng Yên. Trong đó có hộ nuôi nhiều từ 5 đến 7.000 con. Hiện, phần lớn các hộ đều chăn thả tự do tại các ao, hồ, triền đê mà không có bất kỳ biện pháp phòng dịch nào. Người dân đã thả gia cầm ra đường quốc lộ vào những ngày mà thời tiết nhiệt độ xuống thấp cộng với thời điểm dịch bệnh đang bùng phát ở các nhiều nơi tỉnh thành thì nguy cơ bùng phát ra dịch bệnh là rất là cao. Tuy nhiên thì do các hộ dân nuôi với số lượng lớn nên là các biện pháp để hộ dân vẫn chưa được có biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đây.
Trước tình hình dịch cúm gia cầm đang diễn ra phức tạp tại một số tỉnh thành trong cả nước, để phòng, ngăn chặn dịch bệnh lây lan, bùng phát và bảo vệ tài sản của chính gia đình mình, các hộ chăn nuôi cần nâng cao ý thức, đặc biệt là cán bộ thú y của địa phương, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, nhắc nhở để dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm. Qua đại hội điểm đảng bộ cấp xã ở một số địa phương, nhiệm kỳ 2020-2025 cho thấy các cấp ủy không chỉ thực hiện tốt công tác chuẩn bị mà còn thể hiện rõ tinh thần dân chủ tập trung và có nhiều đổi mới. Với phương châm coi trọng chất lượng cấp ủy, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn, điều kiện, nên kỳ đại hội này, lần đầu tiên tất cả cấp ủy và cán bộ quy hoạch cấp ủy các chi đảng bộ trực thuộc, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy đều được xác minh, thẩm tra lý lịch đầy đủ. Điều này nhằm chống những biểu hiện tha hóa, biến chất, tự diễn biến, tự chuyển hóa vào trong tổ chức bộ máy, dù là ở cấp thấp nhất. Quy định về người được quy hoạch bầu giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt như bí thư, chủ tịch ủy ban nhân dân xã cũng có nhiều điểm mới và chặt chẽ hơn. Trước kia những khóa trước ấy, thì có thể vào ban chấp hành, thì như ban chấp hành bầu luôn cái vị trí vai trò lãnh đạo của địa phương. Thế nhưng mà theo cái hướng dẫn bây giờ thì cái đó là không được. Anh phải bắt buộc có những năm công tác vào cái vai trò chủ chốt, sau đó thì nên vị trí lãnh đạo mới được. Thì cái đó là một cái mới của tinh thần như vậy theo hướng dẫn 35. Thì tôi cho rằng cái đó là rất chặt chẽ. Qua kết quả đại hội ở một số địa phương, từ ban chấp hành, ban thường vụ đều đảm bảo tiêu chuẩn theo các văn bản hướng dẫn của Trung ương, từ tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, số lượng cấp ủy mới tham gia lần đầu. Huyện Kim Động được chọn để tổ chức đại hội điểm cấp huyện của tỉnh. Đến ngày 19 tháng 2, đã có 8 xã tổ chức thành công đại hội và phấn đấu hoàn thành xong trước ngày 20 tháng 3. Xác định cán bộ là gốc của mọi phong trào nên công tác nhân sự cho đại hội cũng được huyện đặc biệt coi trọng. Chọn người để làm việc chứ không phải là chọn việc để bố trí con người. Thế nên là ngay từ đầu mà đối với các cơ quan tham mưu cũng như là sự chỉ đạo nói chung của ban thường vụ ủy là chỉ đạo là báo cáo rõ về con người, về nhân sự để chỉ đạo, và sau đại hội là có cái phương án dự kiến phân công những đồng chí có đủ năng lực, đủ uy tín để vào giữ các cái chức vụ chủ chốt của Đảng cũng như của chính quyền, cũng như mặt trận tổ quốc các đoàn thể. Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Thông qua đại hội nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, củng cố tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Chỉ thị số 35 ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng quy định thời gian Đại hội Đảng bộ cơ sở hoàn thành trước ngày 30 tháng 6, Đại hội cấp huyện hoàn thành trước ngày 31 tháng 8 và Đại hội cấp tỉnh hoàn thành trước ngày 31 tháng 10 năm 2020. Hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ đang tập trung mọi nguồn lực, phấn đấu trở thành địa phương kiểu mẫu trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Giai Phạm quy hoạch kết cấu kinh tế hạ tầng hiện đại, giao thông kết nối, nâng cao dân trí, giữ vững an ninh và môi trường sinh thái được bảo vệ. Để nâng cao các tiêu chí, địa phương đã huy động nguồn lực từ nhân dân gần 18 tỷ đồng xây dựng các công trình trải nhựa và bê tông hóa được 23 km đường giao thông. Các tuyến đường đều có hệ thống thoát nước đảm bảo. Năm 2019 vừa rồi thì cũng đã được tỉnh công nhận là nông thôn mới nâng cao, quyết tâm để thực hiện cái chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Đảng bộ và nhân dân xã Gia Phạm thì chúng tôi cũng đã đưa vào nghị quyết. Giai đoạn vừa qua thì rất là nhiều những các doanh nghiệp về địa bàn, đây là tạo một cái công ăn việc làm rất lớn cho địa phương. Chúng tôi cũng sẽ đạt được cái mức thu nhập bình quân đầu người, phấn đấu là cái tỷ lệ hộ nghèo không còn. Ngoài việc xây dựng cơ sở hạ tầng, việc phát triển kinh tế tại địa phương cũng được chú trọng, mở rộng các ngành nghề như kinh doanh thương mại cơ khí, dịch vụ, vận tải, xay sát gạo. Hiện toàn xã có hơn 2.000 lao động làm việc trong các công ty doanh nghiệp trên địa bàn. Nhiều hộ dân đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang các loại cây ăn quả như cam, bưởi diễn, táo, chuối và thực hiện liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ. Tổ
cựu chiến binh tự quản làm rất tốt cái nhiệm vụ là đảm bảo được cái an ninh trật tự, dẹp được những cái tuyến trục mà gây ùn tắc giao thông trong các giờ cao điểm. Môi trường của thôn ấy, thì về cơ bản chúng tôi là duy trì là rất là tốt. Người dân cũng đã ngày càng có ý thức tương đối tốt về cái vệ sinh môi trường. Để bảo vệ môi trường và tạo cảnh quan nông thôn mới, nhiều năm nay, cả 4 trên 4 thôn trong xã đều đã có tổ thu gom rác thải. Các tổ tự quản của Hội Cựu Chiến binh, Hội Phụ Nữ trồng nhiều cây xanh, xây dựng các tuyến đường hoa đảm bảo cho cảnh quan nông thôn luôn xanh, sạch đẹp. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay việc bày bán tràn lan hàng giả, hàng nhái các thương hiệu uy tín và nổi tiếng trên thế giới, thậm chí là cả hàng Việt Nam chất lượng cao đang diễn ra phổ biến và ngày càng phức tạp. Thực tế đó đang diễn ra công khai ở một số chợ lớn và trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh, nhưng lại không bị các cơ quan chức năng kiểm tra ngăn chặn và xử lý. Tại chợ Phố Hiến, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, không khó để tìm mua những sản phẩm giày dép, quần áo giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Gucci, Dior, Nike, Adidas, v.v. Nhưng không có nhãn mác chứng minh xuất xứ hoặc đi kèm nhãn mác của các công ty, không có dấu hiệu liên quan đến các thương hiệu của các hãng nổi tiếng. Khi được hỏi về xuất xứ hàng hóa, các tiểu thương đều né tránh. Một số tiểu thương chỉ cười trừ và cho biết ở đây làm gì có hàng hiệu thật, chủ yếu là hàng tàu cao cấp. Đây là Adidas xịn đây. Cái hàng này của nó chỉ là hàng tàu thôi ạ. Hàng này thì mới có 250 thôi, còn cái hàng đắt hơn. Tưởng Adidas này. Adidas nhưng mà hàng này nó chỉ là hàng tàu nó làm lại thôi. Chanel à? Vâng, đẹp luôn đấy. Chanel. Vâng. Hàng này hàng của nước nào nhỉ? Hàng tàu xịn. Dạ. Hàng tàu xịn. Hàng gì? Tàu. Tại chợ gạo, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, trong vai trò người mua hàng, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước sự đa dạng của các sản phẩm được bày bán trên các sạp hàng hóa. Tuy nhiên, chẳng cần là người tinh ý, bất kỳ ai cũng có thể phát hiện tại đây bày bán tràn lan hàng giả, hàng nhái. Nhưng đúng ra là nếu mình cứ mặc cái hàng tàu như thế này, 150 là mình mặc thoải mái, đẹp, chất luôn. Không chỉ tại các chợ lớn ở thành phố Hưng Yên mà ở các chợ đầu mối, phố Trần Cao, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cử, chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp những sạp hàng bán giày dép quần áo với đủ các thể loại sản phẩm được gắn mác hàng hiệu nhưng giá chỉ vài chục nghìn đồng đến vài trăm nghìn đồng. Các sản phẩm nước hoa, mỹ phẩm, dầu gội đầu cũng rất đa dạng, không nhãn mác xuất xứ, được bày bán công khai. Nhưng mà đây là sản phẩm gì đấy? Cái này là bảo dầu gội. Dầu gội à? Dầu gội thì cứ như này ai biết được là dầu gội. Nó chỉ có chữ sambo là dầu gội, còn một loại chữ này là dầu xả thôi. Nhưng mà không có hướng dẫn tiếng Việt đây làm sao người tiêu dùng người ta biết được. Cái này thì em không có được tại vì em không bán chuyên về cái này lắm. Thực trạng hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ trong các chợ đang diễn biến rất phức tạp. Trong khi đó, năm 2019, lực lượng quản lý thị trường tỉnh chưa tổ chức kiểm tra hay xử lý bất kỳ vụ vi phạm nào trong các chợ trên địa bàn tỉnh. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là quá trình kiểm soát hàng hóa vẫn còn lỏng lẻo, các đơn vị chức năng chưa phối hợp chặt chẽ. Thêm vào đó, có những nguyên nhân khách quan dẫn đến việc thực thi công vụ của một số đơn vị chức năng gặp khó khăn nhất định. Chính vì vậy, dẫn đến câu chuyện hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ bán tràn lan trong các chợ nhưng không rõ trách nhiệm thuộc về ai. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19, huyện Phù Cử đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Ngày 18 tháng 2, sau khi nhận được thông tin về việc ông Vũ Hồng Văn ở phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đang thuộc diện cách ly theo dõi vì nghi nhiễm COVID-19, trở về thôn Trà Dương, xã Tống Chân, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã Tống Chân đã đến nhà tìm hiểu lịch trình di chuyển, thực hiện phun thuốc khử khuẩn khu vực nhà ở và tư vấn cho ông Văn cùng các thành viên trong gia đình các biện pháp cách ly, phòng bệnh. Mọi sinh hoạt của ông Văn hiện đã được bố trí tại khu nhà riêng. Ngay từ khi có thông tin về sự xuất hiện của dịch bệnh COVID-19, các cấp ngành, đơn vị tổ chức trên địa bàn huyện Phù Cử đã nhanh chóng vào cuộc, làm tốt công tác tuyên truyền, tư vấn, phát khẩu trang miễn phí để nâng cao sự hiểu biết và ý thức phòng chống dịch cho người dân.
Công tác phòng chống dịch bệnh cũng được Trung tâm Y tế huyện triển khai cụ thể đến toàn bộ hệ thống y tế cơ sở với tinh thần phòng chống dịch bệnh như chống giặc. Nắm chắc đối tượng người nước ngoài và người ở vùng dịch đến địa phương để có biện pháp giám sát cách ly tại cộng đồng và nơi lưu trú. Cái công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Trung tâm Y tế thì luôn chuẩn bị sẵn sàng từ cơ sở vật chất đến các trang thiết bị, máy móc, các kíp điều trị được đầy đủ. Vừa rồi đã có 2 trường hợp là người Trung Quốc sang Việt Nam. Thế thì chúng tôi đã thực hiện cách ly tại cơ quan xí nghiệp, được cán bộ y tế theo dõi thân nhiệt 1 ngày 2 lần để báo về trung tâm. Hiện tại thì 2 công dân người Trung Quốc này đã hết thời gian cách ly và khỏe mạnh bình thường. Sự vào cuộc tích cực của các cấp ngành trên địa bàn huyện Phù Cừ đã góp phần đảm bảo an toàn cho cộng đồng và ngăn ngừa dịch bệnh có thể lây lan khi xuất hiện. Với người dân huyện Phù Cừ thời điểm này, dịch COVID-19 không còn quá đáng sợ bởi họ đã được trang bị khá đầy đủ các kiến thức cần thiết về phòng chống dịch bệnh. Nhằm chủ động phòng dịch COVID-19, xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ vừa vận động 1 trường hợp đi cách ly ở trung tâm y tế huyện. Đó là trường hợp ở thôn Thụy Lôi đi lao động từ thành phố Macau, Trung Quốc trở về địa phương vào tối ngày 17 tháng 2. Sau đó, người này có dấu hiệu ho, cơ thể mệt mỏi. Chính quyền đã vận động gia đình đưa đi cách ly tại trung tâm y tế huyện Tiên Lữ vào ngày 19 tháng 2. Trong thời gian trước và sau Tết, xã Thụy Lôi cũng có 6 người từ Trung Quốc về địa phương. Tất cả đều được yêu cầu cách ly tại nơi cư trú, đo thân nhiệt hàng ngày, hạn chế tiếp xúc với mọi người, bắt buộc phải sử dụng khẩu trang khi giao tiếp với người khác. Hiện nay, xã đang tích cực phòng chống dịch, tiến hành phun tiêu độc khử trùng 2 lần ở tất cả những nơi đông người như trường học, chợ, cây xăng, các cơ quan hành chính. Hiện nay, nhiều thông tin về các loại thuốc, trong đó có thuốc cảm cúm, giúp phòng ngừa, thậm chí là chữa khỏi bệnh do COVID-19 xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội. Theo các chuyên gia y tế thì đây là thông tin không có căn cứ. Nếu như cảm cúm, sốt thông thường không mắc phải những nhiễm trùng nghiêm trọng, cơ thể sẽ đỡ dần nếu được điều trị bằng thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Thậm chí nhiều trường hợp không cần dùng thuốc, chỉ nghỉ ngơi và uống đủ nước, cảm cúm sẽ dần thuyên giảm trong vòng 3-5 ngày. Tuy nhiên, nếu bị nhiễm COVID-19, việc uống thuốc thông thường sẽ không làm tình trạng bệnh đỡ hơn. Bên cạnh việc thân nhiệt tăng cao bất thường, COVID-19 sẽ tấn công mạnh vào hệ hô hấp, gây viêm phổi nên dẫn đến tình trạng thiếu oxy, khó thở rõ rệt. Đây là một dấu hiệu mà cảm cúm thông thường không có. Đặc biệt ở những người có sức đề kháng kém, những người mắc bệnh mãn tính như tiểu đường, tim mạch thì tình trạng bệnh dễ trở nặng và gây tử vong. Các bác sĩ khoa chấn thương của Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên vừa phẫu thuật thành công ca thay khớp vai cho cụ bà 85 tuổi. Cụ Trần Thị Duyền, 85 tuổi ở Phú Thịnh, huyện Kim Động đã có thể tự ngồi dậy khỏe mạnh sau 6 ngày phẫu thuật thay khớp vai. Điều đáng nói là cách đây 3 năm, cụ cũng đã từng thay khớp háng tại khoa chấn thương và giờ thì đi lại khỏe mạnh. Các bác ấy làm được và làm tốt, nhiệt tình, không đau lớn thì không làm sao đấy. Kỹ thuật thay khớp nhân tạo đã được các bác sĩ của khoa thực hiện từ năm 2006, giai đoạn đầu có sự hỗ trợ của Bệnh viện Việt Đức theo đề án 1816. Chi phí cho mỗi ca phẫu thuật khoảng 80 triệu, bảo hiểm chi trả 60 triệu cho những bệnh nhân có bảo hiểm 100%. Đây là kỹ thuật giúp cho người bệnh hồi phục nhanh nhất, ít đau đớn và hiệu quả lâu dài. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thông tin vui vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.